Bây giờ mình nói trước những cái vấn đề có liên quan đến cộng đồng mình trước đi. Sau đó mình sẽ bàn qua những cái chẳng hạn như là cái chuyện của thế giới của ông Ổn, rồi với cái ông Kim, xong rồi cái ông Kim với lại ông Moon. Mình rồi bàn qua những cái chuyện mà ở trong nước. Ở trong nước họ nói rằng KBC hải ngoại né tránh không có bàn về cái vấn đề tham nhũng. Thế bài tôi đăng đầy hết, đăng nhiều hơn là báo trong nước mà lại bảo sao né tránh. Nhưng mà bữa nay chúng tôi cũng sẽ bàn về cái chuyện đó, bởi vì tôi là người viết cái bài đó cách đây 2 tháng, à 3 tháng. Tôi viết xong một cái thì là bắt trọng bắt làm liền. Lát nay chúng tôi sẽ nói chuyện đó. Vâng, thì bây giờ thì mời bác có cái gì bác chia sẻ ngày 30 tháng 4. Thì tôi vẫn cứ, tôi, anh Hùng thì nhìn thấy cái ấn tượng rằng thì là cái ngày 30 tháng 4 ở đây thì anh nhìn thấy nó lèo tèo, chứ tôi thì tôi nhìn thấy rằng thì là nó hoành tráng ạ. Vâng, nó hoành tráng và tôi thấy rằng thì là đây là một dấu hiệu coi như là tan hàng, cố gắng. Tan hàng, cố gắng. Vâng, 43 năm rồi, thấy mà làm tiếp nữa, làm mạnh nữa thì nó mỗi ngày nó một xuống đi. Dạ, vâng, chắc mỗi chắn ngày rồi. Một xuống đi thì nó mắc cỡ lắm. Dạ. Thì chẳng thà, đây là cái dịp đó, dạ. Để cho tôi, ông Phan Kỳ Nhơn mới lại gì thì, hay là ông Nguyễn Ngọc Ngạn, ông này, ông kia đó, thì tôi thấy rằng thì là cũng là đều tới lúc về chiều rồi. Thôi cũng trời thương, dạ. Để cho ông ấy có một dịp để mà ra đi chia tay với lại cộng đồng hay là chia tay với quần chúng đó một cách êm đẹp, dạ. Mà chứ không cần phải cáo bệnh mà, dạ, trong chính trị thì ta cứ nói là một cái loại cáo bệnh ốm chính trị, dạ. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn là le lói suốt canh tàu. Không, có nói 43 năm rồi, le lói gì nữa. Chúng ta hoành tráng lắm rồi còn gì nữa, 43 năm. Thì cái hội cựu chiến sĩ đó, thì tờ báo người Việt nói rằng là tưởng niệm tháng tư đen tại đền Đức Thánh Trần. Thật sự rằng ở buổi sáng hôm đó đó thì họ làm lễ, thì mà tôi thấy là tức cười buồn cười đó là những năm trước thì làm ở bên cái chỗ bên Asian Garden Mall, hoặc là bên nếu mà nó bắt đóng tiền bảo hiểm cao quá đó thì chạy qua bên Lee Sandwich. Nhưng mà năm nay sáng họ làm buổi sáng thì tội nghiệp Đức Thánh Trần. Thật sự rằng thứ nhất rằng á, cái cấm cái cờ Mỹ đó là Đức Thánh Trần là chắc chắn là không biết, cái cờ Việt Nam Cộng Hòa Đức Thánh Trần còn chưa biết nữa. Đấy, giờ lại còn cái là làm lễ xuất phát treo cổ. Đấy, rồi cái những cái hình ảnh mà nghĩa là truyền nhân rồi vượt biên rồi cái này kia, thì tôi thấy rằng những cái hình ảnh nó mang ra đây càng nhục cho mình, chứ có gì đâu mà hãnh diện là phải đấy. Đấy. Thành ra mà công nhận bác nói hoành tráng thật, tại vì bà Giang Anh Nguyễn bà nộp cái dự luật SB, là cái SB là hình như là 895 gì đó, 895, thì cái dự luật đó nó cho phép dạy ngày 30 tháng 4 vào trong lịch sử của Mỹ. Thì tôi hiểu không biết là bà Giang Anh Nguyễn này bà là người Tàu, thành ra bà có chơi cộng đồng mình hay không ấy, thì cái chuyện đó tôi không biết. Nhưng mà cộng đồng mình thì nó phải nó dại lắm. Cứ thấy là được treo lá quốc kỳ lên là vui rồi, chứ không cần biết gì hết. Thì đương nhiên khi nó nói ngày 30 tháng 4 nó phải đưa cái lá quốc kỳ nó lên. Nhưng mà cái ngày hôm đó Mỹ nó còn xác nhận là nó thua trận, thì mình lấy cái gì để mình, người ta bởi vì người ta dạy học cái gì. Nhất là thượng nghị sĩ lại không có quyền làm cái chương trình giáo dục cho một cái học khu. Mỗi một cái học khu nó có một cái sự độc lập, nó có lối dạy riêng, có những bài vở riêng, có người soạn bài riêng. Đấy, bây giờ đấy, ăn mừng cái Ủy ban Điều Trần Thượng Viện California thông qua cái dự luật dạy lịch sử cuộc chiến và người tị nạn Việt Nam. Không thì nó là cái vấn đề là buôn hận thù đấy. Ok, nó là
phải đi theo cái con đường đó thôi. Và phải công nhận rằng thì là cái con bụ này nó quậy, nó quậy hay à. Nó quậy hay. Nó quậy hay lắm. Đó cả. Tuy rằng nó không biết là gốc tàu, nó nói tiếng tàu, tiếng tiếc gì ở bên trong đó. Nhưng mà nó gãi chỗ ngứa, thỉnh thoảng nó lại đưa ra một cái dự luật đó. Thì nó sẽ được một số những các cái dân biểu nghị sĩ và ủng hộ, mà nghe thì nó nói lịch sử, nói về người tị nạn Việt Nam, tức là một cái thành phần đến nước Mỹ ra làm sao, đúng không ạ? Nói về một cái sự thật như vậy, đến nước Mỹ ra làm sao, đóng góp thế nào vào cái cộng đồng. Thì tôi thấy rằng thì là cái chuyện đó thì là chuyện nên. Thế nhưng mà dựa vào cái đó mà cái bà này đó, nhân đây là cái mùa bầu cử đó, thì tôi thấy rằng cái bà này là cái bộ này là nó cũng biết quậy đó, nó quậy hay đó chứ không phải đùa. Nhân đây đó thì mới thấy rằng thì là thưa tháng 4, 30 tháng 4 đen này đó là nó bắt đầu một cuộc tranh cử ở Cali. Tôi thấy ông Diệp Miên Trường và tất cả những các cái người đó đều có quảng cáo hết. Và mình nhìn thấy những cái biểu ngữ, những các cái pano hay là những các cái tấm mà để mà tranh cử của bà Janet Nguyễn đó, tôi thấy nó sắp xếp sắp xếp khéo lắm chứ không phải đùa. Nó là cái người mà nội trợ giỏi đó, sắp xếp khéo. Rồi mình mới thấy rằng thì là ông Diệp Miên Trường cũng vậy, cái chương trình quảng cáo của ông ấy nói là mang lại những các cái tên trên phố buôn xa, mang lại cái này cái kia vân vân đó. Thành ra tôi cá rằng thì là trong cái hội đồng thành phố Westminster đó, tất nhiên là Tạ Đức Chí thì vẫn tồn tại để nó là cái bung sung, nhưng mà Diệp Miên Trường thì sẽ vững. Bên cạnh đó thì có cái ông Chí đó. Ông Chí là cái ông công giáo đó. Nguyễn Mạnh Chí đó. Đó là chủ tịch hội đoàn thanh niên công giáo đó. Ông ấy đã có công mà tổ chức cái cuộc bầu cử mà 8.000 phiếu ở phía trung tâm đó. Thành ra bà Diệp Miên và bà Janet Nguyễn với Diệp Miên Trường đó thì đã bắt đầu vận động. Và một trong những các cái mà mình nghĩ rằng thì là giờ này người tàu họ không có gọi là e dè nữa đâu. Đây là cái lúc mà cần phải tranh phiếu, tranh chỗ thật sự. Vâng, thì đó là cái quan điểm của bác Cường. Riêng tôi thì tôi thấy rằng là ông Tạ Đức Chí thì năm nay là có thể là năm mươi. Lý do rằng tại vì cái vụ mà ông Kevin Baker đó, ông được bồi thường 500.000, mà như vậy thì điều đó chứng tỏ rằng là quả thật thành phố Westminster này đã có một cái sự tham nhũng và có một cái sự gọi là sắp xếp quyền lực giữa bà Marjorie Wright và ông Tạ Đức Chí và ông Diệp Minh Trường. Đấy. Thì tuy nhiên sau này đó, các ông này tưởng là mình đã bén rễ rồi, thành ra các ông sẽ các là phản bội lại bà Marjorie Wright. Thế nhưng mà ai ngờ ông Kevin Baker đó, ông đánh bà Marjorie Wright nhưng mà ông lại đánh luôn cả ông Diệp Miên Trường và ông Tạ Đức Chí. Thành ra ít nhiều nó cũng ảnh hưởng. Ông Diệp Miên Trường là bị ông David Võ. Ông Đê Võ là một người do ông Diệp Miên Trường đưa vào hội đồng thành phố và ủy viên kế hoạch. Thì ông Võ đã bị cảnh sát gài độ là nhận 15.000 đô la để mà tiền để xin mở một cái xưởng sửa xe hơi. Thì nó gài ông một cách như thế này, nó bảo nó không có tiền. Nó làm 3 cái payment, tức là 3 trả làm 3 lần, mỗi lần tới trả 5.000. Thành ra ông Diệp Miên Trường không có thể cãi lại rằng ông Đê Võ không thể cãi lại với tòa rằng là tôi bị gài độ. Tại vì anh gài một lần thôi chứ anh bị tới gài 3 lần thì không thể nào là gài được. Đấy, những cái trò chơi ma mãnh của người Mỹ nó như vậy.
thì anh Đê Võ đó đã bị ở tù rồi và đã bị mất cái chức vụ đó, thì do người ông Diệp Minh Trường, và tôi là một người đã ra hội đồng thành phố yêu cầu ông Diệp Minh Trường từ chức vì ông đã đề cử một cái người mà ông không huấn luyện họ, hay là ông không có, mặc dù quyết làm thì không thể cam chịu được, nhưng mà ông phải chịu trách nhiệm gián tiếp đó, là ông phải tự xử. Cái thứ hai ông Diệp Minh Trường bị bây giờ nữa là ông Phạm Kim Long ra ứng cử. Ông Phạm Kim Long là một chuyên viên nổi tiếng là thất cử, nhưng mà lại là một chuyên viên phá phiếu của người Việt Nam. Bất cứ ông nào Việt Nam mà ra ứng cử mà bị ông Phạm Kim Long ra là bảo đảm. Ông Dô Đỗ Vinh cũng bị luôn. Thì hồi Dô Đỗ Vinh ra ứng cử thì cũng bị Phạm Kim Long ra để phá phiếu. Hai ông là Đảng Dân Chủ. ông Phạm Kim Long là Đảng Cộng Hòa, ông Dô Đỗ Vinh là Đảng Dân Chủ. Cô vợ của Dô Đỗ Vinh là Đina Nguyễn là lại Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà cô lại từ Đảng Dân Chủ nhảy qua bên Đảng Cộng Hòa để đi theo cái nhóm Trần Thái Văn. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề này. Thì cái vụ mà chắc chắn á, là giờ này mình chưa thấy đâu. Tại vì tháng 6 này mới chỉ là cái vụ mà gọi là preliminary. Đây là mấy là khúc dạo nhạc ban đầu. Khúc nhạc dạo đầu, giống như là nhạc sĩ mà họ dạo đàn. Đấy. Tháng 11 thì mới có kết quả. Thế nhưng mà giờ này thì hãy còn quá sớm để mà tuyên bố cũng như là các ứng cử viên chơi nhau. Đấy. Thì bác có đi ra tham dự cái vụ hôm Liên hội cựu chiến sĩ Việt Nam tưởng niệm tháng 4 đen không? Tôi chỉ nhìn ở trên báo thì tôi thấy là nhưng mà tờ vẻ... báo Người Việt này nó chơi đẻo. Anh ấy chơi đẻo cái là anh nói là hội cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tưởng niệm tháng 4 đen, mà thật sự rằng tôi coi trong tivi của đài SBTN chiếu chẳng thấy Liên hội cựu chiến sĩ, chỉ có 3-4 ông mặc quần áo quân phục đứng để làm cái hầu kỳ thôi. Còn đa số là đều là các ông ấy chỉ là một cái phương tiện để cho cái nhóm của ông Phan Kỳ Nhơn cho nó gọi là nó xôm tụ thôi. Thế còn ở bên tượng đài nó cũng vậy. Bác thấy rằng là cái hình ở bên tượng đài báo Viễn Đông nó chụp đấy buổi tối. Đấy. Thì cũng không được đông. Thì cũng lại cái nhóm ông Phan Kỳ Nhơn nó quanh đi quẩn lại chỉ mấy cái mặt mò mặt mốc đó, họ làm đi họ làm lại. Tuy nhiên tờ báo Người Việt đã bị hố một cái vụ Trịnh Xuân Thanh.